Vâng, phù của Hit là một loại là một cái loại phù mà gọi là phế, gọi là phế nhất trong AoE này. Vâng, ông xem tươi lắm. Ôi rồi ôi, để em các kiểu. Vâng, xong Greg đối đầu với Xiang Sam. Vâng, 2S đối đầu với 2G. Ô, Vân Anh à? Chắc là gì thôi. Em nghĩ là đối bán quyết luôn cơ, nhưng mà thôi Vân Anh thì để em điền nốt cho bảng quân. Vâng, hai cái đấy thì chưa biết như nào. Vâng, vậy là chúng ta quyết định rồi. Bài Sen thì nó thẳng căng là mắc binh. Ôi nhưng mà Sen quan trọng gì? Thật luôn, Sen thì đấy ớt. Xem hiêu hót đâu là. Vâng, xi măng vẫn đang ỉ ôi khi bài của mình không đẹp. Vâng thôi, đành chấp nhận thôi. Ôi đây, đây là hưu đầu, đây hưu xa rồi, hưu đầu khoảng đen này đấy. Ui giời, sao bài kiểu gì mà ba hưu chỗ này bốn hưu chỗ kia, đây là bảy hưu to. Ồ, ở đây rồi, beo nhá, cạnh beo nhá, cạnh beo, xi măng gần beo, đây là bảy hưu đầu của game thủ xi măng. Nhưng sẽ là một tình huống mà chỉ kết nhân đôi, đấy là em nghĩ thế. Còn đây là game thủ quýt. Vâng, xong Greg đối đầu với Sang xong. Vâng, quân mình là lợi thế hơn hẳn rồi. Chờ anh em diễn thôi. Vâng, quân cần. Greg đánh xong pháo. Vâng, chắc ở trong, nếu mà như anh Nguyễn Tiến Dũng nói, chắc chỉ ở trong deep map thôi. Ở deep map thì khả năng là, không. Deep map thì em nghĩ hai Greg vẫn là một cái gì đó khoai. Vâng đúng rồi đấy, khả năng là Greg phải đánh xong pháo thần với y thần. Bên mình thì có cầu đá thần này, hót thần này, dầm đôi này. À này, nếu tính về bên thi đấu deep map thì bên kia khả năng là hơi bị phát vàng đấy. Xong pháo thần. Tiếng lên nữa. Ô, anh Dương Văn Tuyến này có gì, à Dương Văn Quyền này làm gì tiếng lên đâu nhỉ? Rồi anh Phạm Cảnh, ok anh. Vâng anh em chia sẻ mạnh lên. Hôm nay là ngày, thông báo với anh em, hôm nay là ngày sinh nhật chính thức của game thủ Queen. Là ngày 14 tháng 2 anh em nhé. Ui nhà này, ui nhà kín thế nhỉ. Vâng nhà này, vâng nhà Summerian này cũng kín, nhưng mà mỗi tội là đang tìm xem. Vâng cái huyền thoại Summer đuôi voi ở cái viền đen này, liệu có ca sĩ nào đấy không? Bãi quả thì mắc binh. Vâng bài này nhìn đi nhìn lại mình có mấy cái hốc liền. Ôi đúng như bốn ở đây, đây. Hàng về, hàng về. À, đúng rồi anh Thành Tiger. Ok cần hết chứ. Vâng ca Samurian thì đúng rồi. Mình có ca thần nữa mà. Đấy có cả tròi tròi thần nữa. Có cái gì cũng nhiều ấy nhỉ. Vâng, cảm ơn Đức Nguyên nhá. Vâng, chào anh Janita Muller này. Rồi. Vâng, sống tại Hà Nội mà sao có tên đấy, vừa nói xong trong cái viện thì có gì không, ra được bãi quả. Vâng, em sẽ thay mặt anh Nguyễn Tuyên là chào chị Phương Phương nhé. Bài cũng được. Vâng, chào anh Nam CT. À đây 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 em chào đấy nhá. Vừa rồi không để ý. Chào anh Nam CT. Rồi anh em yên tâm đi, em sẽ là theo sát sao cái bảng tương tác của anh em. Anh em có gì hay như nào thì em sẽ để ý hết. Nên anh em không phải lo lắng. Còn đây là bài của Xi Măng. Hai con voi, ba con voi. Không biết từ đâu là ba con voi về nhỉ. Vâng ca thần Summer thì kinh rồi. Anh có Đà Lâm này. Vâng chào anh Hưng The Blue nhé. Chào anh. Vâng chào anh Dương Tuyết. Vâng anh em đang xù vào cái livestream này là tương đối đông. Em cần một tơn mà bây giờ là gần 8 lít thôi. Anh em cho em đôi 3 lít nữa đi thành 1K. Coi như là đây là quà sinh nhật tặng quýt cũng được. Vâng chào anh Đào Tiên nhé.
Đào tiên rồi. Em tưởng đào tiến. Vâng, đây đây bài vừa vậy là bên mình đánh cho đội bạn hết cửa luôn. Khi xi măng cũng đào bài anh chém. Vâng, nếu mà đánh cung sẽ là tạo cửa. À dạ. Bi lên đòi sớm thế nhở. Vâng, vậy là Summer sẽ đối đầu với hit của BB. À đây rồi, Bell đây rồi. Vâng, cái map này vừa nhìn tham thì là Bell là người lên muộn nhất bản đồ, Bi là người lên sớm. Đây đây đây, Bell ở bãi quả. Rồi, ok. Ok luôn, một cái E nữa thì sẽ là chống chọc chọc xuyên. Vâng, kín mít rồi. Rồi lên đời 3 xong mà Bell còn lâu mới lên đời. Ừ đúng rồi, quyết đối đầu với Bi đấy. Bi bài đẹp lắm, lên đời sớm. Úi giời ơi, Bell nè. Vâng, là mình xe đến từ game thủ xi măng. Vâng, chào anh Khoa Nguyễn nhé. Vâng, chào anh Mai Cường. Chào Lý Đức Hải. Vâng, thay mặt Cap Quýt em xin gửi lời chào đến tất cả anh em. Vâng, vừa nói xong 8:30 rồi. Anh em ở đâu cứ xô hết vào. Vâng, anh Mai Cường, em Tiên Hùng nhé. Rồi em, anh Phan Cứng sẽ phải nghĩ này. Ui dồi, Phan Cứng cộng 2 cơ. Được của nó đấy. Vâng, đây là trận đấu thứ hai. Chúng ta đang có lợi thế ở quân. Xi măng sẽ đối đầu với Greg của game thủ Bell và thấy là Bell đóng 2L rồi. Vâng, cứ ở trong ngoài hát bài về với anh đi thôi. Sẽ đánh tên hát về với anh đi. Vâng, sự thật là cái con Greg này nó còn túi cho Son anh em ạ. Cho Son còn cung A một váy. Vâng, ông Bell này bây giờ cũng không thèm chạy vàng nữa cơ. Úi dồi. À chà. Từ từ. Cứ từ từ rồi về đây. Vâng, được một chú. Vừa tuyển mộ thêm được một chú thì tỷ số là 2-0 ngay. Và không hiểu cái quân này một cái gì đó mà quá khó dành cho bên bên của BB Club. Vâng, hai Greg trông nhìn quân đã chán rồi. Để bây giờ không